Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hồi trước giờ mình mua sữa cho con mình á, thì hôm nay có chương trình bốc thăm trúng thưởng. Thì bây giờ hai cha con của mình đi bốc thăm trúng thưởng coi thử xem trúng được cái gì hay không nha. Đây là con của mình nè, hai cha con mình hôm nay đi nha. Đây là con gái của mình nè. Hôm nay hai cha con của mình đi bốc thăm trúng thưởng coi xem đi được cái món quà gì hay không nha. Con xin chào chú ạ. À, con đi bốc thăm trúng thưởng. À, con chú nghe lời theo thất léo của con nha. Mình đi nào? Rồi mình đi nha. Rồi mình đi nha. Cuối cùng thì hai cha con mình cũng đến địa điểm bốc thăm nha. Ở đây thì có rất nhiều anh chị và bà con của mình chờ đợi bốc thăm. Bây giờ là 2:50, đến 3 giờ thì sẽ bốc thăm. Công ty sữa thì tổ chức tại shop sữa Thảo Nguyên ở thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Mình mua sữa thì mỗi lần một hộp sữa thì được một lá thăm nha. Mà là một lá thăm thì một hộp sữa khoảng 500.000. Thì mình được 14 phiếu. Mình quay những giải thưởng cho các bạn xem để các bạn tham khảo nha. Ở đây thì gồm có 7 giải. Ở đây gồm có 7 giải nha các bạn. Bây giờ mình quay từng giải cho các bạn xem nha. Giải 7 á, là ấm đun siêu tốc nha các bạn, ấm màu đỏ. Còn giải 6 là bộ chén đĩa màu vàng vàng đó, cam cam đó. Rồi giải 5 là bộ ấm trà. Giải 4 là chiếc xe đạp 3 bánh. Rồi giải 3 là chiếc xe đạp ở dưới đó các bạn. Đó, chiếc xe đạp này nè. Rồi giải nhì là nồi lẩu nha. Rồi giải nhất là nồi chiên không dầu, và giải đặc biệt là một cái máy giặt nha các bạn ơi. Ở đây là anh chủ shop sữa nha. Rồi ở đây thì anh chị và bà con của mình là chờ rất là đông luôn. Thì mọi người đều đi mua một, chỉ mua một loại sữa thôi các bạn, chỉ có một loại sữa của công ty này thôi. Rồi mỗi hộp sữa đều có một phiếu bốc thăm trúng thưởng nha. Rồi ở đây là số phiếu của mình nè các bạn. Đây cửa hàng shop sữa Thảo Nguyên nè nha. Ở đây cửa hàng shop sữa Thảo Nguyên nè. Đây chị khách hàng nè. Và những giải thưởng là gồm những cái hình ảnh trong đây nè các bạn. Do mình ra trễ là mình không có quay được, bây giờ nhạc quá trời nhạc rồi. Ở đây là mình được 14 phiếu nha. Để một tí nữa mình quay coi xem anh chị nào lãnh được cái giải đặc biệt nha. Ngày bốc thăm trúng thưởng giải 6 năm bộ chén, giải 5 năm bộ ấm trà, giải 4 năm xe đạp. Ở đây MC đang đọc các giải thưởng nha các bạn. Giải 3 nồi lẩu điện, giải nhì 5 xe đạp cao cấp, giải nhất 2 nồi chiên không dầu và một giải đặc biệt một máy giặt Samsung. Được công nhận và chờ đón tất cả quý khách hàng đã đến kiểm tiết kiệm bốc thăm trúng thưởng 100% nhằm dịp kiện khách hàng cuối năm 2022 tại cửa hàng sữa Thảo Nguyên. Rồi MC mời một em bé lên chọn những lá thăm nha. Bảo đảm là công bằng nha các bạn. Con hãy bốc nằm về nằm phía điểm. Mà xin gửi cho bé một anh Quốc Huy. Số điện thoại 0979170074 ạ. Có không ạ? Mà xin đọc qua một lần nữa nha. Mã số 108 anh Quốc Huy. Số điện thoại 0979170074. Giải ấm đun sôi này là mình được một phiếu nha các bạn ơi. Để một tí nữa thì mình lên mình nhận thưởng nha. Rồi bây giờ mình lên nhận thưởng cái ấm đun sôi nha. Cái này là giải 7 nha các bạn. Mình cho con gái gụ của mình lên nhận giải nha. Đây là cái ấm đun sôi màu đỏ. Ngay đứng ngay giữa luôn. Rồi cái đó là cô chủ của shop sữa Thảo Nguyên nha, nơi tổ chức cái giải bốc thăm này nha. Điện thoại 0868888054 rồi. Anh Nguyên MC vừa đọc số điện thoại mình nhận giải 6 luôn nha các bạn. Giải 6 này là một bộ chén dĩa nha. Mình cử con gái của mình lên nhận giải 6 tiếp nha các bạn ơi. Con gái mình kinh không nổi luôn. Đây là giải 5 nha các bạn, giải 5 là một bộ ấm trà nha. Ở đây là cô chủ của shop sữa đang phát phần thưởng cho các anh chị đã được bốc thăm chúng nha. Còn đây là toàn bộ shop sữa và những anh chị nhân viên bên hãng sữa hỗ trợ cho shop sữa để bốc thăm hôm nay nha. Còn đây là anh chủ đứng một góc để hỗ trợ các anh chị tới để phát nước cho những anh chị uống nha.
Đến giải tư là một chiếc xe đạp ba bánh rất là dễ thương luôn nha các bạn, dành cho những em bé mà mới tập lái xe nha. Năm cái nồi lẩu đã có chủ luôn các bạn ơi, mà không có phần của mình nha. Xem tiếp coi mình có nhận được cái phần nào nữa hay không nha. Nãy giờ các bạn chưa thấy mình xuất hiện đúng không? Bây giờ mình xuất hiện, mình sẽ đứng giữa sân khấu luôn nha. Lên nhận giải chiếc xe đạp. Mình kêu con gái mình lên nhận giải thì nó không dám lên nữa các bạn. Nó mắc cỡ không dám lên nữa. Đẩy mình lên. Rồi mình lên mình nhận đem về nha. Hai cái nồi chiên không dầu cũng đã có chủ nhân rồi các bạn ơi. Bây giờ chỉ còn cái đặc biệt là cái máy giặt thôi. Mình đang hồi hộp, mình đang chờ coi giải đặc biệt là ai được nhận nha. Mình cũng mong là mình nhận, nhưng mà cũng hên xui thôi các bạn. Cái này là bốc thăm may mắn thôi. Dưới đây là số lượng khán giả hôm nay xem những em bé chơi trò chơi ai uống sữa nhanh hơn, ai thắng cuộc hôm nay nha. Với tỷ lệ cuộc chơi thì đây là có 6 em bé. Em bé nào uống nhanh nhất sẽ được một phần quà nha. Ở đây MC đang hối thúc các em bé uống sữa. Em nào uống xong thì giơ tay lên. Rồi MC sẽ kiểm tra coi còn giọt sữa hay không nha. Nếu mà em đầu tiên này không có còn sữa nữa thì sẽ được lãnh giải nhất nha. MC này rất là vui tính luôn các bạn. Nói vòng vòng chút xíu là em bé nào cũng hạng nhất hết. Mỗi em là nhận hộp quà như nhau nha. Thông cảm nha, do mình không để cái tiếng gốc là do cái chương trình này nó có nhạc các bạn. Nếu mà nhạc nó đánh vô cái video của mình là nó sẽ bắt bản quyền của cái video mình nha. Nên mình phải tắt tiếng, mình lồng lại. Nên các bạn thông cảm về vấn đề này. Máy giặt này thì cũng đã có chủ nhân rồi nha, mà không phải là mình nha các bạn. Theo cái anh chủ máy giặt này thì anh nói là 4 đứa con rồi thì anh mới nhận được cái giải thưởng này nha. Đây, phần quà của hai cha con nha. Một bộ chén dĩa và một chiếc xe đạp và một cái ấm đun siêu tốc. À, chiều nay là thành quả của hai cha con nha. Bây giờ hai cha con mình đang chuẩn bị về nha các bạn ơi. Được một ấm đun siêu tốc, một bộ chén dĩa và một chiếc xe đạp nha. Tổng cộng là 14 phiếu. 14 phiếu là mua khoảng 8 triệu tiền sữa. Trúng được bao nhiêu nữa các bạn? Nhưng mình là cũng may mắn rồi đó. Có nhiều người không được gì luôn. Còn những phiếu còn lại thì sẽ đổi được một cái tô nha. Một cái tô to dạng cái tô ăn phở đó các bạn. Đây, đây là đứa con gái 4 tuổi của mình nè. Rồi, con quay lại chào cô chú nè. Rồi bây giờ hai cha con mình trên đường về nha các bạn ơi. Các bạn thấy clip của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình đoán là đi xe kia là chở không được, đi xe này mới chở được nhiều đồ nè, phải xe kia là để lại hết luôn rồi. Rồi. Thành quả ngày hôm nay nè các bạn ơi. Đó. Một bộ chén dĩa nha, chờ một chiếc xe đạp, một cái ấm siêu tốc nữa đó. Hai đứa con gái, hai chiếc xe. Rồi tạm biệt đi, tạm biệt, bye bye các bạn đi. Vậy đòi quay con phải không?